Nguyên xin kính chào các anh chị. Hôm nay Nguyên xin mời các anh chị chúng ta mình cùng tham khảo qua một cái không gian. Chỗ này là xã thôn Đa Thọ, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt. Hôm nay Nguyên xin phép được giới thiệu đến các anh chị một vị trí đất mà đang được gia chủ chào bán với diện tích là 1.000 m², giá 3,5 tỷ nha các anh chị. Ở trên đất thì hiện tại bây giờ đang có một căn nhà sẵn, nhà kiên cố rồi, rất là dễ thương, và xung quanh có rất là nhiều những cái căn homestay. Rồi chúng ta bắt đầu nhá. Ngay từ vị trí mà Nguyên đang đứng đây, tính ra tới mặt đường quốc lộ thì khoảng độ đi mất khoảng 200 m là ra tới mặt đường quốc lộ, và cách chợ Đà Lạt khoảng 13 cây nha các anh chị, 13 cây. Hướng này, hướng bằng tay Nguyên đang chỉ đây, hướng này là đi ra đường quốc lộ này, hướng này là đi ra đường đường quốc lộ này. Còn phía sau đây đó, phía sau đây là một cái cung đường bê tông nối dài. Ở dưới đó chúng ta thấy có một căn, có một cái khu căn homestay, thì chút nữa thì Nguyên sẽ xin mời anh chị chúng ta sẽ cùng đi xuống dưới đó để chúng ta tham quan. Và ở trong này là một cái khu farm tây cũng rất là nổi tiếng tại Đà Lạt. Ngay chỗ vị trí mà Nguyên đang đứng đây thì như các anh chị chúng ta cũng đã thấy phong cảnh ở đây đa số toàn bộ là thông. Ở phía xa xa dưới kia là cà phê. Vô những cái mùa mà mùa gần gần cuối năm, cái mùa mà hoa cà phê nở rộ á, bạt ngàn là màu trắng, và cái mùi hương cà phê thì anh chị cũng biết rồi, cái mùi hương nó không có nồng, nó rất là nhẹ nhàng mà dễ chịu đó. Cái vị trí bất động sản mà Nguyên chia sẻ với anh chị là ngay vị trí này nha anh chị nhé. Đây, ngay chỗ cái gốc cây này nha anh chị. Xuống có cái căn nhà kia, có cái căn nhà kia đó, cái căn nhà giống như cái hộp đó. Ở trên này á, mặt tiền trên này, mặt tiền dài từ trên này xuống tới cái cọc sắt ở dưới kia, thì chút xíu nữa thì Nguyên sẽ xuống dưới đó để cho các anh chị chúng ta hình dung cho dễ hơn. Thì mặt tiền này á là bao gồm hai lô sẽ chia nửa nhau ra. Để Nguyên con sẽ ước tính coi thử coi như là chỗ này là khoảng bao nhiêu mét mặt tiền nhé, lô vị trí mà có căn nhà này là khoảng bao nhiêu mét mặt tiền nhé anh chị nhé. Rơi vào khoảng độ hơn 10 mét mặt tiền nhé các anh chị. Đây, từ vị trí kia kéo qua bên này khoảng độ 10 mét mặt tiền, và kéo sâu xuống dưới kia. Có cái mái nhà màu xanh xanh đó khoảng 100 m, thì như vậy 10 x 100 là khoảng 1.000 m đó, một sào đó. Rồi bây giờ Nguyên xin mời các anh chị mình sẽ cùng đi đi vòng xuống dưới này, mình sẽ đi vòng xuống dưới này bãi đất trống, có bé đồng nghiệp của Nguyên ở dưới đó, cũng như là mình tham quan có một cái khu vực ở dưới đó, và mình sẽ đi thực tế, mình đi chi tiết vô cái khuôn viên ở phía trước căn nhà nhé các anh chị. Xin mời các anh chị. Thú thật với anh chị là vào thời điểm này của năm ngoái thì Nguyên vô trong này, Nguyên đi khảo sát thị trường, thì trong này cơ sở hạ tầng với lại cái mật độ dân sinh trong này nó chưa có đông đúc. Nhưng mà chỉ sau chưa đầy một năm Nguyên vô trong này thôi thì thấy trong này đã phát triển rất là nhanh. Đó, nhà kiên cố đó. Rồi, mình cũng coi nha các anh chị. Đây, điện này, cáp này. Rồi chúng ta cùng đi chi tiết vào bên trong nhé. Ở đây có đường nước này các anh chị này. Đó. Từ chỗ này, cắt từ cái chỗ này, đổ qua hết cái bờ nhà xanh bên kia là hai lô.
thì sẽ chia đôi nha các anh chị, chia đôi. Đó, thì cái vị trí mà cái căn nhà thì giống như hồi nãy mà Nguyên đứng trên kia, cái mặt tiền thì mình thấy hơi nhỏ, nhưng mà dưới như này ấy, thì cái địa thế nó hơi phình ra. Đó, mình cùng coi qua cái căn nhà nhé. Bây giờ Nguyên đang đứng ở bên dưới cái căn nhà, Nguyên chĩa cái camera của Nguyên lên này. Cái căn nhà này á, thì theo Nguyên thấy á, là được thiết kế với cấu trúc một trệt và cũng được đổ bê tông rất là kiên cố nha anh chị. À, phía trước cái căn nhà thì có một cái khoảng sân vườn nhỏ rất là dễ thương, và ở đây cũng còn một số cái vật liệu, cũng chắc cũng đang có một số công trình gì đó mà bên chỗ chủ nhà cũng chưa có hoàn tất á. Căn nhà này được thiết kế một cái lan can bằng sắt ra rất là dễ thương. Cái không gian này Nguyên hình dung ra là sáng sớm chiều tối vậy đó, mình ra có để ra đứng đây buổi sáng thì mình ngắm bình minh, buổi tối thì có thể ra ngoài này hóng gió hóng mát, mà mình không có sợ là cái ánh nắng từ hướng tây buổi chiều của mặt trời chiếu thẳng vô trực tiếp. Em chào chị. Dạ. Căn nhà này với sức chứa khoảng 6 đến 8 người nha các anh chị. Bên trong đầy đủ tiện nghi. Bao gồm công trình phụ giường ngủ, nói chung là sức chứa cho một gia đình khoảng 6 đến 8 người đó. Thì hồi nãy thì Nguyên đừng có nói chuyện với một cái chị ở đây, chị hỗ trợ gia chủ như là trông nom vườn. Đó. Thì chị cũng rất là nhiệt tình. Và chúng ta cùng tham quan qua một cái qua cái không gian vườn của cái căn nhà vô cùng dễ thương này nhé. Đó. Ở trên cái mé trên kia, cái đường ranh cái đường ranh đất của chúng ta là đi ôm theo cái cung đường đó và đi qua cái đi theo cái mép hàng rào của nhà hàng xóm bên này. Như anh chị thấy á, bây giờ ở cái khuôn viên này mình thấy cái địa thế nó dốc như vậy này, nhưng mà không dốc thì thực sự ra không dốc thì không phải Đà Lạt. Đà Lạt đặc trưng là dốc rồi, đặc điểm là dốc rồi. Tuy rằng cái nguyên một cái khu khuôn viên này nó nhỏ dễ thương như vậy thôi, nhưng mà ở đây có rất là nhiều hoa hoa trái. Như bây giờ chúng ta thấy này, chỗ này thì chị có trồng hoa hồng này. Hoa hồng này là hoa hồng ngoại đây đó, hoa hồng màu vàng này, rồi hành này, đó rất là nhiều hoa. Rồi bên này chúng ta có thêm thêm rau này, cà chua này, cũng như là dưa hấu. Dưa hấu rất là dễ thương. Mình sẽ cho Nguyên coi thành quả của chị làm vườn nhé. Đây, dưa hấu đây, cây hoa đại. Trên này là chúng ta có cây hoa cúc thân gỗ này, chuối này, chuối này, chuối 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 này, chuối la ba chị hả? Chuối la ba Đà Lạt ăn rất là dẻo và ngon. Dâu tây. Đây là rau này, rau bao gồm cải rồi cúc rồi có cả cà rốt này này. Bên kia là có cái trái gì ta? Mướp. Rồi, một hàng dưa pepino. Dưa pepino. Một không gian gần như là lý tưởng và được các anh chị các cô chú mà sau khi đã bôn ba, mà sau khi đã chinh chiến ở bên ngoài rồi, thì đây là một cái không gian gần như là tuyệt vời để chúng ta nghỉ dưỡng. Đây, chúng ta coi chuối đã có trái này này. Đó, rất là nhiều chuối. Chuối La Ba, chuối đặc sản của Đà Lạt. Đó. Rồi chúng ta mình cùng đi xuống bên dưới một chút xíu nhé. Xuống như này Nguyên sẽ chỉ cho các anh chị coi chính xác cái đường ranh đất này. Đây có cây mận đó nên anh chị này, mà cây mận này chưa có trái, trái xanh lè. Dưới này hàng xóm có một cái khu vườn cũng rất là dễ thương, bên kia có một cái sân banh mini nữa. Rồi để Nguyên Nguyên chỉ cái ranh cho anh chị nhé. Như anh chị cũng thấy, ngay chỗ bạn đồng nghiệp của Nguyên đó, ngay chỗ đó, cái cung đường đất sẽ ôm theo cái bờ đất này.
đi xuống dưới này đó, và chạy dài qua bên gần gần bên cái chỗ cái cây cây mà có hoa đỏ đỏ đó, đó ôm theo cái mé bên này đó, tới ôm theo cái bờ đất nha anh chị, ôm theo cái bờ đất này đó, cái bụi chuối á, bụi chuối là của nhà nhà người ta rồi nhé. Rồi tới cái chỗ mà cái bình nước của nhà hàng xóm đó là xem như là hết đất. Ở bên dưới đó thì nó có một cái hàng rào B40 đã được như gia chủ rào lại để giữ đất anh chị ha. Đó. Chúng ta mình cùng review từ dưới lên trên nha. Chuối này. Rất là dễ thương. Rồi, thì Nguyên xin nhắc lại một vài cái thông tin về cái căn nhà này ha. Căn nhà này có tổng diện tích cả đất cả nhà như vậy là 1.000 m² một sao. Ở trên đất thì đang có một cái căn nhà cấp 4, căn nhà hộp rất là dễ thương với cái sức chứa cho được đoàn khoảng 6 6 đến 8 người. Ở xung quanh này thì rất là nhiều khu nhà ở kiên cố cũng như là những cái căn homestay đó. Chúng ta vô đây ở thì chúng ta không có sợ buồn nhé các anh chị, chúng ta không có sợ buồn tại vì xung quanh này á, thì dân cư thì không phải là quá đông đúc, nhưng mà đông đúc quá thì nó cũng ồn khói bụi đó. Rồi xin kính chào anh chị, nếu như anh chị nào mà có quan tâm, anh chị nhà đầu tư mình có quan tâm tới cái vị trí bất động sản thì có thể liên hệ với Nguyên hoặc là xem thêm cái thông tin cụ thể mà Nguyên để ở dưới cái dòng mô tả của clip nhé.